Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng: Quả thật, tôi bảo các ông, ai nghe lời tôi và tin Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử. Nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống, quả thật, ta bảo các ông, đã đến giờ và ngay bây giờ, người chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai nghe thì sẽ được sống. Cũng như Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì Ngài cũng ban cho Con có sự sống nơi mình như vậy. Và Ngài đã ban cho Con quyền xét xử, vì Con là Con Người. Các ông đừng ngạc nhiên về điều này, vì đã đến giờ mọi người trong mộ sẽ nghe tiếng người mà đi ra. Ai đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn ai đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Đó là lời Chúa. Mà ai cũng phải nhìn nhận, đó là đã là con người thì rồi ai cũng phải chết. Khi đi chúc Tết, người ta không chúc nhau bất tử, mà người ta chỉ chúc nhau sống thọ. Nhưng thọ thì được bao nhiêu tuổi, cái bao nhiêu tuổi thì gọi là thọ không được cho biết. Tam thập nhi tận, tứ thập nhi bất hoại, ngũ thập nhi chi quần tâm, lục thập nhi chi thiên vận, và thất thập cổ đại nhi. Nghĩa là từ 30 tuổi thì người ta trưởng thành, người ta lập thân, người ta lập nghiệp. 40 tuổi thì người ta kiên định hơn, người ta không còn nghi ngờ, nghi hoặc gì nữa. 50 tuổi thì người ta hiểu lòng người. 60 tuổi biết được mặt trời. Và 70 tuổi thì là xưa nay hiếm. Nghĩa là trước đây số 70 là người ta đã qua đời, hiếm có người nào trên 70. Nhưng mà ngày hôm nay với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, với những phương tiện hỗ trợ, thì tuổi thọ con người có thể cao hơn 70. Thật ra khi người ta bước vào tuổi 60 là đã được gọi là tuổi thọ, gọi là hạ thọ. Có người có khi vào nhà xứ chia sẻ với tôi: thưa cha, con chỉ ước ao sống được đến 60 thôi, con cũng không tha thiết gì sống thọ lắm, 60 là được rồi cha. Sao vậy ông? Con chỉ cần khi chết đi ở trên bia mộ, con ghi được dòng chữ hưởng thọ dưới 60, ghi được hưởng dương. 60 là hạ thọ, 70 là trung thọ, 80 là thượng thọ, 90 người ta gọi là đại thọ, và 100 thì người ta gọi là mặc nhiên dài lão. Nhưng nói chung dù có sống đến 100 tuổi đi nữa thì cũng đến lúc con người phải chết. Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một năm có khâu sanh đình. Đó là quy luật hiển nhiên, là sự thật không thể chối cãi. Chưa ai trong chúng ta ở đây có kinh nghiệm về sự chết, nhưng ai cũng đã cảm nhận được sự đau buồn khi mất người thân. Trước sự ra đi của bà Maria, chúng ta đặc biệt là những người con, người cháu rất là đau buồn. Vì như mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ tôi chỉ có một trên đời. Dù là con cái rất yêu quý mẹ, muốn phụng dưỡng báo hiếu, thì cũng sẽ đến lúc mẹ già phải ra đi. Như người ta cũng ví, mẹ già như chuối chi cân, gió lay nhẹ hụt, con thờ một côi. Hôm nay những người con của bà Maria dù ngồi đây cũng đã nhiều tuổi rồi đấy, nhưng mà chính thức gọi là mồ côi mẹ. Ông thì đã ra đi được mười mấy năm,
Bây giờ những người con sau khi mẹ qua đời được gọi là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước cái chết của người thân, nhất là của người mẹ, chúng ta đau buồn. Và ở đây mỗi người chúng ta cũng phải lần lượt theo thứ tự cũng đã đối diện với cái chết. Và dịp này chúng ta hãy cùng nhau nói về sự chết. Trước cái chết, mỗi người có những suy nghĩ, có những quan niệm, có những thái độ rất là khác nhau. Với những người không có niềm tin, chết là đi vào ngõ cụt, là hết, là đi vào cái vô trống trống. Người ta nói chó chết hết chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải là câu hỏi chó chết hết chuyện, nhưng mà người chết có hết chuyện hay không? Thưa không, các bài học của chúng hôm nay nói với chúng ta rõ về điều đó. Những người mà không có niềm tin chết là hết, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã thể hiện được, hay là cái tinh thần, hay là cái quan niệm ấy trong một cái bản nhạc chúng ta vẫn nghe hát. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Mà chết có phải là trở về hư vô, trở về cát bụi không? Bài học thứ nhất, Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi đến chỗ Thessalonica nói bằng các tín đồ: chúng tôi không muốn để anh em không hay biết về số phận của những kẻ đã chết, bởi vì họ sẽ tối giận. Khi tiếng loa thiên thần thổi lên thì mọi người sẽ tiếng tối giận và trình diện trước tòa Chúa. Đặc biệt là bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ hay nói với dân chúng là được cái chết, nhưng mà sẽ ra trước tòa Chúa. Người đàn thì được hưởng sự sống, và người giữ thì phải chịu kết án. Niềm tin như tôn giáo chúng ta biết thân xác con người do hậu quả của tội Adam sẽ trở về cho bụi, nhưng linh hồn con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Ngài, cho nên không chết, linh hồn bất tử. Khi để quả thế, linh hồn sẽ đến trước tòa Chúa để chịu phán xét, làm thì được hưởng phúc, giữ thì phải chịu án phạt. Trong khi tin đến chúng ta cũng tuyên xưng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin sự sống lại và sự sống đời sau. Do đó là cái tôi hữu chúng ta xác tín vào sự sống đời sau, và có cái chết chỉ là một sự chuyển đổi, là bản lề để đưa chúng ta bước vào đời sống mới. Niềm tin này được diễn tả cho bài hát mà chúng ta thường nghe mỗi khi nhìn về an táng: sự sống này thì thay đổi chứ không mất đi, sự sống này thì thay đổi chứ không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc mình, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trong kinh tiền đồng thứ nhất về an táng, hộ thánh cũng nói lên xác tín của mình: về Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và cái nơi nương náu ở trần gian này bị phá hủy thì người ta lại có được nơi cư ngụ vĩnh viễn trong trời. Với niềm tin như vậy, chúng ta thấy người Kitô hữu đối diện với cái chết rất là nhẹ nhàng, bình an, không tuyệt vọng. Thánh Đức Teresa trả lời Giêsu trước khi chết: chị em bao con khóc lóc thương tiếc. Nhưng mà Teresa thì cười nói các chị: các chị đừng buồn, hắn đâu có chết, em đi vào có hàng sống. Đó là xác tín của Thánh Đức Teresa và cũng là xác tín của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Niềm xác tín của chúng ta có cơ sở là vì Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nên đã mặc lấy thân phận con người. Trong những ngày vừa qua, chúng ta mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Từ đứa vô hình mà Ngài đã trở nên vô hình, là thân phận Thiên Chúa, nhưng mà Ngài đã mặc lấy thân phận tôi rồi, không khác chúng ta ngoại trừ tội. Và trong thân phận con người, Ngài sống cuộc đời cũng lầm than, cũng vất vả, cũng bị truy đuổi, bị bắt bớ, đánh đập, giết chết.
Chúa Giêsu không xúc thọ trên mộ Chúa. Nếu mà như văn hóa Việt Nam, Giêsu quê Nazareth chết tại Jerusalem hưởng dương 33 tuổi. Nhưng mà cái chết của Chúa là một cái chết của một Thiên Chúa làm người, và từ trong thân phận con người đi vào cái chết như chúng ta phải sống lại, phục sinh, trở về với Chúa Cha trong vinh quang. Và sự phục sinh của Ngài là niềm hy vọng cậy trông cho tất cả chúng ta. Vì nếu như Chúa Giêsu là đứng đầu tiên đã chối để có chết, thì những ai liên kết với Ngài, chúng ta cũng sẽ được qua sự chết, sẽ được chối nhận như Ngài. Hôm nay cụ bà Maria nằm xuống theo quy luật tất yếu của con người, nhưng đó cũng là bước ngoặt cần thiết để cụ bước vào đời sống vĩnh cửu cùng với Giêsu Kitô. Như lời Chúa Giêsu vẫn nói: Lạy Cha, con muốn đặt con ở đâu thì những kẻ phụ sự con cũng ở đấy với con. Cụ bà Maria là một người tín hữu suốt cuộc đời đã chung kiên theo Chúa. Chúa đã làm người, đã chết, đã sống lại vào ngày trời. Ngài cũng mời gọi cụ bà Maria hôm nay về với người. Cụ bà Maria suốt cuộc đời chung kiên và đã tin thần phục sự Chúa. Khi tại thế, bà đã tin toàn tốt vai trò của người Kitô hữu trong giáo xứ, là ân nhân của giáo họ Mai Dung. Tôi nghe nói bà ủng hộ để làm cái trần nhà này, mà chết đi cái trần nhà vẫn còn. Làm tri ân của cộng đoàn dành cho bà sẽ còn mãi. Bà chỉ còn một phần cùng một người vợ rất tốt khi mà sinh cho ông rất nhiều người con, được bao nhiêu trẻ? 10 trẻ một đời, đúng không? Mà còn 9 đứa rồi, tôi cũng tưởng nhiều rồi. Nay thấy 10 trẻ một cái là đủ một người con. Mỗi lần sinh con là mỗi lần rơi cạnh. Vậy mà đã chung toàn bộ phần cùng một người mẹ sinh ra những người con. Rồi chúng ta một phần cùng một người vợ khi mà lo lắng việc nhà để cho cụ ông là ông Trương phục vụ giám họ giáo xứ. Bà đã chung toàn tốt nhiệm vụ của người mẹ nữa khi tận tâm giáo dục con cái. Các con của bà đã lớn khôn, cũng đã thành đạt và trung thành với Đức Tin cho đến hơi thở cuối cùng. Những năm tuổi cao sức yếu, bà vẫn rất lệ, bà vẫn lãnh lệ đầy đủ các nghi thức và sức yếu. Bà qua đời vào ngày 20 tháng 12 vừa qua. Do đó chúng ta hy vọng Chúa sẽ ân thưởng cho bà. Linh hồn bà giờ đây đã trước tòa Chúa phán xét. Chúa sẽ nhìn dõi lại cuộc đời của bà với biết bao hy sinh vất vả, nhất là nhìn thấy lòng trung kiên của bà. Bà đã làm việc lành, việc tốt. Giờ đây bà đến trước tòa Chúa không phải để bị xét xử, nhưng là để được khoan dung, để được Chúa xét thêm công trạng. Và chúng ta là những người có sống, chúng ta dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau. Đồng thời chúng ta là những người trong cộng đoàn, trong gia đình con cháu, chúng ta thêm lời cầu nguyện để một cuộc đời 87, 88 năm hành trình đương thế, chắc hẳn của bà không thể tránh khỏi những lỗi lầm hay thiếu sót. Chúng ta cũng nguyện xin Chúa nhân từ tha thứ, khoan dung xét xử. Để như thế, cụ bà Maria trước tòa Chúa là một sự ra đi bình an. Cái chết của cụ bà Maria tình cảm làm cho chúng ta, đặc biệt là con cháu đau buồn, nhưng đức tin làm cho chúng ta tràn đầy hy vọng. Thì hôm nay bà rời bỏ chúng ta cũng là rời bỏ chốn an lành để vào chốn nghỉ ngơi, rời bỏ quãng này để trở về quê trời vĩnh cửu. Bởi vì thế gian không phải là nhà, thiên đàng vĩnh cửu mới là quê hương. Amen.